Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến video tiếp theo của mình nha. Thì lúc nãy có một chị khách, chị đó nhắn với mình ở trên Shopee á, thắc mắc về cái mẫu lồng vận chuyển hamster này. Thì hôm nay mình làm cái video này để mà chia sẻ chi tiết hơn, cũng như review cái mẫu lồng xách tay vận chuyển này nha. Thì cái mẫu này thì mình cũng đã làm một vài cái video trên YouTube mình rồi. Mẫu này thì là chuyên để vận chuyển hamster đi xa nha các bạn. Các bạn mà đi về quê hoặc là các bạn đi du lịch gì đó, các bạn muốn đem hamster theo thì các bạn có thể tham khảo qua cái mẫu lồng này bên shop mình. Đó. Cái mẫu này thì mình thấy nó rất là gọn và tiện lợi luôn. Thì cái chị khách đó hỏi mình đó là trong lồng là gồm có những gì và nó có đầy đủ phụ kiện hay là không. Thì tất cả những mẫu lồng mình chụp ảnh ở trên Shopee, web hay là bất kỳ cái trang thương mại điện tử nào mà mình bán là đều có đầy đủ phụ kiện, thì mình đều chụp đầy đủ hết luôn nha các bạn. Ví dụ như cái mẫu lồng xách tay vận chuyển này thì nó có tầng đây, nó có tầng rồi nhà rồi một cái cầu tuột đó dưới này nhỏ gọn luôn ha, và một cái bình nước đây. Thì cái mấy cái này là ở trong combo, ở trong một cái hộp đây, một cái hộp của nó sẽ như thế này nha các bạn. Cái mẫu này thì nó có hộp luôn nên là hàng nó rất là xịn, có hộp luôn. Thì một bộ nó như thế nào thì mình gửi đầy đủ hết chứ mình không có chiếc lẻ ra mình bán lẻ gì hết nha. Đó, thì khi nhận hàng các bạn về là nó đầy đủ hết, các bạn chỉ cần ráp vào vài chi tiết thôi là sử dụng được ngay. Thì các chi tiết ví dụ như nhà nè, cầu tuột, bình nước của đó thì các bạn có thể tháo ra, thậm chí là cái lồng này các bạn có thể tháo ra làm hai, nó có những cái khớp ở đây đó, các bạn tháo ra làm hai để cho các bạn vệ sinh nó dễ, hoặc là các bạn không xài thì các bạn gấp gọn lại, các bạn để vào hộp như thế này để mà cất lại khi nào có việc các bạn sử dụng á thì các bạn xài. Rồi, và cái chị khách nó hỏi mình thêm một câu nữa là có màu xanh hay là không. Thì cái hiện tại cái đợt hàng sau này về cái mẫu hàng này các bạn thì nó không có màu xanh, nó chỉ có một cái màu vàng duy nhất như thế này thôi đó, full vàng luôn nha các bạn. Đó, phụ kiện bên trong nó có màu vàng luôn đó, có màu vàng luôn ha. Còn cái mẫu màu xanh như thế này á, thì đợt trước có nhưng mà nó không, đợt này đợt sau này nó không có hàng nữa các bạn, hàng nó không có về nữa. Hiện tại nó có màu vàng ha, các bạn nào thích màu vàng thì có thể ủng hộ mình ha, đặt hàng trên Shopee hoặc là nhắn qua Facebook của mình cũng được. Rồi, và câu hỏi thứ ba của chị khách đó hỏi mình là cái mẫu này nó có chén ăn hay là không, tại vì chị đó đi về quê hay gì đó rồi cũng muốn nuôi hamster trong cái lồng này 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần gì đó để mà đi về quê chơi mà. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có kèm theo cho các bạn một cái chén ăn, nhưng mà ở đây mình thấy nó có làm một cái lõm nè. Cái lõm này thì mình nghĩ là nhà sản xuất thiết kế để nhà tắm cho hamster, để các tắm cho hamster nó tắm. Nhưng mà đi chơi xa mà thì để các tắm ở đây nhiều khi là hamster nó bơi rồi đó thì nó sẽ rất là dơ. Vì thế là cái lõm này các bạn có thể để thức ăn cho hamster vào đây cho nó ăn vẫn được ha. Cái lõm này thì mình thấy rất là sâu nha các bạn, nó kế bên cái lỗ để mà gắn cái cầu tuột vào luôn. Cái lõm này các bạn có thể để đồ ăn vào cho hamster nó ăn nha. Nhà thiết kế đã làm sẵn rồi, rất là đẹp và tiện lợi. Ở đây thì bên sản xuất người ta có làm một cái cầu tuột nữa các bạn đó, một cái cầu thang nhỏ nhỏ để cho, nói chung là làm kiểu với lại cho hamster nó chơi đỡ rồi ha. Trong kia thì có một cái nhà nhỏ. Cái mẫu này thì các bạn có thể vận chuyển các bé hamster dòng nhỏ, ví dụ như là Winter White, Campbell, Robo là hợp lý nhất. Còn bia thì các bạn nếu như muốn vận chuyển thì các bạn để một con thôi ha. Ở bên hông này á thì theo mình thấy là nhà sản xuất có làm sẵn cho các bạn một cái chỗ để mà các bạn có thể gắn dòng chạy luôn nha. Dòng chạy size nhỏ vẫn được nha các bạn. Còn những cái lỗ này là dùng để thoáng khí. Thì cái lồng này á, nếu như mà các bạn đi bằng vận chuyển hamster về quê hoặc là đi chơi bằng xe máy á, thì các bạn canh ngay cái giờ nào mà nó mát nha, các bạn hay vận chuyển. Còn các bạn mà lựa 12 giờ trưa thì các bạn đi á là gió nóng nó luồn vào đây thì dẫn đến việc là hamster nó rất là dễ bị sốc nhiệt. Các bạn canh cái giờ mát mát của sáng sớm hoặc là buổi chiều chiều khoảng đâu đó là 3 giờ các bạn đi, đến tối tối tí là vừa. Thì khi mà các bạn, nếu như mà các bạn đi bằng xe máy thì khi mà các bạn đi á, các bạn để ở trước đại bình thường đi, gió nó sẽ luồn vô những cái lỗ này đó, những cái lỗ này xung quanh thì người ta làm rất là nhiều lỗ thoáng khí luôn đó, gió nó sẽ luồn vô đây luồn khắp hết luôn thì hamster nó sẽ được mát nha các bạn. Các bạn chạy xe gió luồn vào thì hamster nó mát. Còn các bạn vận chuyển bằng ô tô, xe hơi hoặc là xe buýt rồi đó thì
các bạn vận chuyển bằng ô tô thì nó đã có máy lạnh rồi, thì các bạn không có lo về cái việc là hamster nó bị sốc nhiệt nữa, và các bạn sẽ đi vào bất cứ giờ nào cũng được. Còn đi xe máy thì các bạn lưu ý là lựa vào cái giờ mát các bạn hãy vận chuyển nha. Đó. Rồi thì cái mẫu này thì mình đã sử dụng test nó trong một khoảng thời gian rất là dài rồi. Đây là cái lồng mình đang xài đó, các bạn thấy hai cái màu nó khác nhau đúng không? Cái này mình xài lâu rồi thì nó bị bay cái màu vàng đi bớt một ít nha các bạn. Đó, nó hơi lợt. Còn cái này thì mẫu mới, chiếc mới luôn, cho nên là cái màu vàng nó còn nhiều. Đó, cái này thì mình dùng để tách hamster ra để mà vận chuyển cho các bạn, cũng như là vận chuyển ship hamster tặng nhà cho các bạn á. Hoặc là mình để tách hamster ra rồi mình vệ sinh chuồng cho hamster, thì các bạn có thể để hamster qua một cái chỗ này, rồi các bạn để các tắm vào cho hamster nó tắm vẫn rất là ok. Đó, mình xài cũng một khoảng thời gian dài rồi, thì sau một thời gian dài thì mình thấy là hamster nó có cắn phá nha các bạn, thì nó có những cái lỗ thoáng khí á, thì hamster nó cắn phá, thì mình có chắp giá lại bằng những cái miếng nhựa. Đó, bên này cũng vậy, nó cắn phá rất là nhiều. Thì nếu như mà hamster mà các bạn đã biết rồi, nó là loài gặm nhấm mà, nếu như mà nó cắn phá nhiều quá thì các bạn cũng mới. Và cái mẫu lồng vận chuyển xách tay này á các bạn, nếu như mà các bạn vận chuyển bằng xe máy nha, xe máy á, thì mình khuyên các bạn là nên lót cát bi hoặc là cát bút đi gì đó đều được. Tại vì cát á, thì nó nặng, thì khi mà các bạn chạy xe á, gió nó luồn vào nó sẽ không có bay. Còn các bạn lót mùn cưa tuy là các bạn thấy nó hơi kín như thế này nhưng mà nó vẫn bay ra được nha các bạn. Gió luồn vào rất là mạnh thì nó bay ra những cái lỗ này thì mùn cưa nó vẫn văng ra ngoài hết trơn. Đó. Còn các bạn mà vận chuyển hamster về quê bằng ô tô, xe hơi rồi đó thì các bạn có thể để mùn cưa vẫn bình thường nha. Tại vì những cái thành này thì nó cũng rất là cao. Đó, cái đế dưới nó rất là cao. Thì cái việc để mùn cưa thì nó cũng rất là văng ra ngoài thì nó cũng rất là đỡ rất là nhiều. Còn tốt nhất thì các bạn lót cát thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi, và thêm một điều lưu ý cho các bạn là cái mẫu này là chỉ chuyên để vận chuyển, cũng như là các bạn có thể tách hamster ra để mà vệ sinh. Nói chung là nuôi hamster trong một khoảng thời gian ngắn thôi, chứ các bạn không thể nào mà nuôi lâu dài trong cái chuồng này nha. À, thì các bạn đã thấy rồi, xung quanh nó rất là kín. Vì thế là các bạn nuôi hamster trong một thời gian dài trong cái chuồng này thì không có tốt. À, mà các bạn đem về quê á, mà các bạn nuôi hamster trong cái chuồng này khoảng 1-2 hôm gì đó, thì các bạn lưu ý là để chỗ nào cho nó mát nha. Chứ các bạn đừng có để chỗ nóng, tại vì cái chuồng này nó kín lắm. Nó chỉ phù hợp khi mà các bạn chạy xe gió luồn vào thì hamster nó sẽ mát thôi. Đó. Còn các bạn mà để trong nhà mà chỗ nóng nữa thì cái chuồng này nó kín thì nó sẽ hơi bị bí hơi nha các bạn. Đó, nhưng mà để vận chuyển thì nó sẽ rất là an toàn cho hamster. Thì các bạn cần mua mẫu này để vận chuyển về quê đó, gần Tết hoặc là các bạn có đi đâu đó thì các bạn có thể mua sẵn. Rồi khi nào mà các bạn có dịp các bạn đi, các bạn muốn đem hamster theo luôn. Tại vì mình thấy có nhiều bạn á, nuôi hamster thì đâu phải là ai cũng có người để chăm sóc khi mà bận việc này kia đâu đúng không? Thì các bạn có thể đem hamster theo về quê chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ thuận tiện hơn nếu như mà các bạn mua cái lồng này. Đó. Còn các bạn mua những cái mẫu lồng ví dụ như là ngũ sắc này thì cái lưới của nó có lưới các bạn, cho nên là các bạn vận chuyển nó sẽ phức tạp hơn. Đó. Nhưng mà các bạn vận chuyển thì vẫn ok, nhưng mà để chuyên thì các bạn đầu tư cái lồng này thì nó sẽ ok hơn. Đó. Rồi thì cái mẫu này hiện tại trên Shopee mình bán đang giảm giá là 110.000. Thì các bạn cần mua thì có thể đặt hàng trực tiếp trên Shopee luôn, hoặc là nhắn tin qua Facebook của mình nha, mình sẽ cộng đơn và gửi hàng tận nhà cho các bạn luôn. Hiện tại thì shop mình đang ở Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Các bạn trong khu vực Hồ Chí Minh thì sẽ ship cho các bạn nhanh hơn và chi phí ship nó sẽ rẻ hơn nữa nha các bạn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.